Dạ Tùng xin kính chào quý cô bác, quý anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người trở lại kênh Sám Sáo TV. Bây giờ khoảng 2 giờ đêm rồi cả nhà ơi. Đây mình xin mời cả nhà đi thăm xài nha cả nhà. Coi nó chín chưa? Mấy trái này còn sống cả nhà, còn nhỏ. Không mấy trái dưới đây nè cả nhà. Nó lên màu đẹp rồi đó. Bao xài là người ta bao bằng giấy dầu cả nhà. Ở đây có cây xài à, nên ít trái nên mình lấy cái bọc bi lông mình bao luôn. Đó, cái nhà có cái màu xài nè. Hiện tại mình đang ở bến xuồng của anh Hai. Nay mình có hẹn game nhí đi thăm được câu mồi tép đông cả nhà ơi. Đây là xuồng game nhí nè. Nãy giờ hai anh em mình đang ngồi ở trên cái băng đá nói chuyện chơi cả nước. Hello mọi người. Rồi, xin mời cả nhà lên đường nha. Đây là cái máy huyền thoại của em nhí nữa nha. Giật thì nhảy lắm, nhưng mà tắt thì không chịu tắt. Tắt đâu phải sạc mấy cái mới tắt được. Còn chiếc xuồng cũng xịn luôn. Cái xuồng bao nhiêu năm chinh chiến, bây giờ cái sạp hư hết rồi cả nhà ơi. Cỏ mọc tùm, ở lộn, cỏ mọc mấy cọng. Nó mọc ở dưới cái lường xuồng. Cái này coi từ phía sau dài tới cái đục luôn. Còn giờ chừng 50% dán gì ta. Mỗi cái dán còn lại nó cũng một cũng hư nữa rồi. Làm nghề sông nước anh em mình ai cũng có trang bị cái lon này, hoặc cái hộp đựng mấy vật dụng cần thiết, điện thoại đồ. Mưa gió này kia cũng không sợ bị ướt cả nhà. Hôm nay anh em mình đi thăm đường câu. Đây là cái gỗ để phao câu, gỗ dưới thì để đựng câu mình hồi mình thăm đó, mình để lên câu màu xanh, cái gỗ màu xanh. Anh em mình có trang bị cái vợt này, bắt cá bự. Mới lấy hả? Mới trả đồ nhau nữa đó. Trời. Tại nay thấy đèn lạ, thường ngày thấy cái phao sao đã trắng rồi mà nay phao xanh. Đổi đèn. Tại hôm qua bạn nó lấy cá thu rồi, gặp cái nào quên cái đó. Qua nó gom hết đèn nó đi thấy cá thu đó. Còn thấy thu đâu chứ. Ở dưới gói cục gạch luôn rồi. Gói cục gạch này. Trời ơi, thấy hẹo không? Anh làm mồi tép gông không gần mới có ở đây đâu hết ta, là bữa đầu tiên hả? Ừ. Điểm của mình mà có điều anh chẳng ít gông mà bữa nay đi chăn tép gông ở ngoài thấy không biết sao đây. Rồi, vô trận đấu. Anh đón cá sủ trước đi. Con ừ ha, xanh ngu vậy ta. Thường thường mấy con đó là tỷ lệ cao hơn ha. Chạy đi, cũng hên xui đó mà, chưa chắc ai hơn ai à, ai thắng à. Đường câu này em nhí thả hồi lúc khoảng 12 giờ đêm nữa nha. Ngâm nãy giờ chắc được 3 tiếng hơn. Trời ơi, vậy là bữa nay anh hay. Thấy chưa, cũng hên xui lắm à. Con đại cũng trúng cả nhà. Hên xui. Rồi bữa nào hay cho hay đi ha. Mở hen. Cái sủ nha cả nhà, ngon. Ai nói gần sáng gà mới gáy đâu. Anh thấy giờ nào cũng có gáy được chứ. Khuya 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Rồi, cái sủ. Không, giờ này gáy gần hết trơn kìa. Hai con. Rồi, lung tung rồi nè. Có bạn lên lung tung bên cả nhà. Sao hết nhảy rồi. Hết nhảy rồi. Hai con. Nó vui vậy ta, nó gáy vậy ta.
Được được nha, mình câu này được nha nhé. Đi con cá phèn hả nhỉ? Chưa tới quán nhà của mình nữa là có đi. Đúng rồi. Rồi chưa chưa tính tới bữa nào mình đi khai thác khúc trên kia đó. Ở trên kia có văn tầm lóng lên đó không? Không có qua dạ, dân từ đó sẽ có qua dạo không à, chứ nó chưa tới cái màu đỏ đó. Đó nó mới là đi khai thác điểm mới rồi Đúng trời. Cái gì cũng phải có thử rồi. được chứ. Nào phải có cái bự được. Ồ. Mà lúc dân câu dế cũng vậy đó. Từ đó giờ dân toàn là dưới chàng không à, cái bữa em nhích lên miếng, bữa em nhích lên miếng, cái chỗ nào còn nhích là nhích lên hoài vậy đó, nhích nào hết nhích thôi à. Được con cá phèn bự nữa nha. Mình lên được hai con rồi. Con này bự hơn. Cá phèn cái này ăn lực hết sảy cả nhà, hết sảy không mà bảy. Ừ. Tới giờ mới chín thành. Đón gì đâu lên con thứ năm mới trúng. Trời ơi mừng. Vô dây luôn rồi, vô quầy luôn rồi, Không dính thôi, dính vậy ra. Vừa cá phóng xanh hai con, có quẩy đuôi cảm ơn không? mấy con này nó còn sung quá, chạy dữ quá. Cút không ăn dế à? Hồi dế là cá sát chạy nhất thôi nhỉ. Không. Mọi cá sát chạy nhất là biết mọi gì không? Gì? Mối. Mối là lấy ra cái gì? Ba mối chúa. Trời ơi, mối chúa ở đâu ra mà móc? Trời ơi, đào một ổ, nhân bốn, thiên câu cũng được. Gì mối chúa nó út nút như con sùng vậy đó ông ơi. Đầu lao nó bự bằng đầu ngang ngửa đầu đổ ăn mình vậy đó, đào chung một ổ cái móc bốn thiên câu cũng gì được. con mối chúa là một ổ có con mối chúa không ơi Mày mấy con đó mày kêu mối chúa đâu quên hả? ông bậy rồi Chứ gì, mối chúa nó út nút nó nằm ở chánh giữa cái tổ đó. Mối chúa người ta ngâm rượu nữa mà, thì cưng nói cưng mối đó cũng là mối, nhưng mà cái tên là mối gì đó. Mối chúa nó giống như ông chúa rồi đó, nó chỉ có một 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 con à. Đó trên đây khách hàng vui về nói với thầy Đạt, nói thầy Đạt ơi, quá vậy nghe lời thầy ở Đạt trong bờ, sai ở trong bờ cũng có cái phèn bự nữa nha thầy Đạt. chào Ơi ơi cái lạc nữa kìa, chán lên con cá hết hồn. Nè báo cáo với em Đạt nè, thầy Đạt ơi, ở trong bờ cũng có cá sùa, cá phèn bự nữa nha thầy. Vậy là nó có điều xong rồi nha. Thầy chỉ không phải là nó không có, mà thầy nói ra ngoài dính có dây, À thấy vậy. có dây đâu chứ. Nó cái mắt để báo thật lâu vậy ta, lên chưa chạy hay đứt hả? Xoáy cùng chạy hoài đi, hình như còn không biết lên chưa. Bữa nay phải lần đầu tiên mình ủi nó không đứt coi. Hên xui chết, thấy được câu còn nè. Chứ không gại là toàn là ủi cái là mất tiêu không. Nhỏ năng nữa. Cá hào ăn quá hả? Ăn hoài luôn.
cái bánh nhà mà chưa hết cái ngát mà. Bánh nhà của em cái rồi ngát. Vậy là lần đầu tiên mình ủi cái diện câu tép gông mà không bị đứt cả nhà. Bữa nay mà cậu độ rồi đỡ. Trời ơi, 100 lần cũng em nói rồi mà 99 phần trăm tết cũng còn lâu lâu mới sót được 1% chứ trời. Hồi xưa không có máy ủi, anh biết chơi môn gì chiêu gì không? Sao ngồi gì đó trời, ví dụ mà gặp giờ lục bình nó chơi thẳng xuống mình thì nó không ngồi chờ bắt đầu gần tới cái bơi miết ra đeo vô cho nó nặng cái xuồng. Trời ơi, có vụ đó nữa hả? Có chứ. Rồi nặng được nhiêu đâu? Không nặng trời, anh tính nước chảy, anh đeo vô cái giờ lục bình nó chảy mà đường câu nhỏ đầy bộ. À. Tuyệt chiêu đó trời. Ê, hồi lúc mà lần nói chung là mấy năm đầu tiên mà em đi làm nghề cá này là đâu có cái máy hả? Toàn bơi xuồng đi không phải không? Hồi đó là nguyên băng là chỉ có mình anh Tèo có được cái máy đầu tiên đó. Không có máy đó, còn như là bơi không em không có tám gì là bơi không. Vậy là thường ngày là em ba em bơi qua đây rồi làm xa dữ ta. Bơi có bao nhiêu đây giờ bển mà dân dưới mỗi giờ bơi giờ chừng 3 tiếng hồ chứ nhiêu. Dữ vậy hả? Nội ông bơi từ cái đường ở nhà ông lại ông qua đây bằng ta đi tới Sài Gòn rồi. Em nói lúc đó em dân câu đầu tiên là năm cỡ 13, 4 tuổi đúng không? Năm đó là đèn đội đầu xài bằng gì ta nhớ không? Đó đèn bình. À vậy hả? Đó xài đèn bình không à. Ừ. Anh không nghe sự tích mà anh Tèo gà câu hả? Sao? Ông gà dưới cái lỗ sâu em nói nãy á. Ừ. Ông gà hụt cục dây. Cục dây này nè. À. Ông lấy dây đèn mình ông nói vô gà luôn. Thấy là ghê không? Dây đèn bình vậy cũng đâu có dài đâu mà thì nó thiếu có một chút hà rồi có cái gì đâu mà nói. Nói vô gà luôn vậy lúc nào mình đi thăm mình cũng có cái bình cái bên rồi kẹp rồi gắn bóng bóng sáo ha. Đưa con cá phèn nữa cả nhà ơi. Hồi đó nhà anh bán đập quá mấy cái bóng đèn nhỏ nhỏ này kia anh biết chưa? Bán cho bóng của đèn pin này kia đó mà hồi xưa ngu lắm xài đèn bình mà bỏ phao nè bỏ cái chai nước ngọt mới chịu á dội đi mỗi lần kiếm được cái phao cái muốn lội mất rồi xong cái từ từ khôn ra lấy muốn nhét vào cho nó chắc. Chứ đó mấy cái thùng bự không có hả? Đó nó hồi đó ngu mà. Hồi đó mới dặn thì cái gì mình lần đầu hồi đó ai cũng như ai thôi thì thấy người ta làm sao thì mình làm vậy. Kiếm mà mình gặp cái đâu phải đèn bình mà tính thì nó sáng được nhiều đâu phải như đèn bây giờ đâu. Kiếm cái thao cái tàu bỏ thao là phải nhớ đúng trong rồi. Kỹ bỏ chỗ cái nào đèn bình nó gọi đâu có xa bằng này đâu bỏ thao là phải nhớ trong kỹ bỏ chỗ nào nó gặp mà tấp vô lục bình nó khùng luôn quá à, trời. Cá phèn về nói với Đạt nói nè Đạt ơi anh văng ở trong bờ cá phèn nhiều hơn nó cá phèn nó dính có dây rồi đó cá phèn nay cá phèn vàng thôi mà không có cá phèn trắng nó chết nó trắng gì cơ có mấy con chết nó vẫn vàng bình thường thôi còn có con cá sủ kìa cháu bữa nay nó ăn thưởng thức không anh ơi. Sớm giờ chưa có con nào rút lử. Ok thì mình con nữa. Nói chung mình dân mồi tép gông này thì đa phần là cá sủ nó cũng vừa vừa không có bự. Lâu lâu bà cậu độ thì vẫn có cá bự. Bà cậu cho thì cái gì cũng được, cũng có thể xảy ra hết. Nè, để tính cho nghe. Một hồi mình dính một cá sủ bự nè. Có không? Có, là có con tôm nó lại nó ăn con tép của mình à cái con cá sủi nó lại nó ăn con tôm hiểu không. Dính cá bự liền ghê vậy ta ghê không
Hợp lý nha cả nhà. Thường thường anh em mình đi ăn cá sủ mà cái dính cá sủ bự thì phải con tôm, ăn mồi tôm lóng, mồi tôm bự á, ăn cá bự nó mới ăn. Nay mình ăn tép thì đợi con tôm nó lại, nó ăn con tép trước cái đi ha. Chà, ông tính gì đâu giống như lời dữ vậy ông. À, vậy chứ anh không thấy ăn cá sát mà dính cá sủ hả? Thì vậy đó. À. Ăn nó lại đó tao, con nó ăn con cá sát thì dính. À. Vì coi như là mình giăng màu dế, con cá sủ nó không ăn dế, nhưng mà con cá sát nó ăn dế, xong rồi cá sủ nó quất lại con cá sát hả? Ừ. Trời, cái đó kiểu đó là lời sập bội luôn rồi, đừng nói gì nữa. Rồi. Con cá chạy. À, con cá chạy, có cá chạy nha cả nhà. Sớm giờ mới nghe luôn. Ừ. Vậy là mạch giờ này nó mạnh rồi cả nhà, điện giờ này mạnh rồi. Nếu là con cá sấu nó sẽ bự bự, còn không nó sẽ là con cá nhát, tại vì làm biến quá nghe quá, không có nghe cho kỹ, mà trước nhất là dính con cá bông lau. Có cá chạy là mình phải thủ thế nè, anh là vào vị trí rồi đó, sẵn sàng rồi đó. Còn con cá sấu, cá sấu để coi coi nó còn chạy không, từ từ để gỡ cái đó. Vụ thêm được con nữa, còn ha, vậy đây còn chạy nha, con cá út mà cũng không phải con này luôn, không phải con này. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nó làm biến chạy rồi hả? Nãy giờ khuyến mãi 5-6 con rồi đó. Đi còn cá phèn nữa nha. Mà chưa tới con cá mà thật sự nó chạy. Trời ơi, con cá phèn nó xe câu gì. Xe thì xe gì hả? Nhắc tới cái vụ mà xây tròn tròn tròn, hồi chiều anh coi cái clip cá sấu á, cái cho cá sấu ăn, thấy cục thịt vô cái đầu mấy cá sấu kia nó chạy lại, nó ăn cái ông kia. Ơi, cá sấu kìa, được con cá sấu, có ông đó ông đang ngủ hay gì á, cá sấu á nó táp đại, nó táp vô cái chân của cái con cái bên, xong cái đầu nó xây tròn 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 gãy luôn, táp ăn luôn, ăn luôn cái chân của con đồng đội luôn á, ghê thiệt. Con cá lạc theo mình hoài luôn cả. Ừ, cá lạc nãy giờ theo hoài á. Vụ có thông tin nè, thêm con cá sủ mọi người ơi, cá sủ dâm, sủ này được 100 gram ạ. À. Ừ, hai con luôn. Hai con là 200. 200. Anh thấy cái gì câu mới nó chắc cái ghê. Biết sao bởi anh hả? Ủa Đức hả? Ủa nói sao lần này em ủi cái gà lớn vậy? Ủi cho Đức luôn để nó rút heo hồi được lấy câu hết. À. Nó cả nằm ở dưới. À, cố tình ủ cho nó đứt luôn ha. Rồi mình lên đầu phao kia cũng cũng gần mà. Chứ để nó rút nó chạy heo hoài không thảo đứt là câu chân à. Ừ. Sợ nhất cái vụ đó, nó tụt có đứt cửa câu là đứt cá nó vụ cá luôn. Cô có an ủi không? Khúc đứt này an ủi được con ấy, lấy tinh thần chứ. Lấy đục. Ừ.
là bữa nào có cá là nó phải thực hiện chứ. Không đứt hồi nãy thì giờ cũng đứt ha. Rồi mình lại đầu kia, câu kia mình cuốn ngược lại cho nha ơi. Tỷ lại là 1% nãy mình làm rồi. Mình làm hết 1% đó hả? Ừ. Là nó trở về với 99. Thôi ơi, dính cá ngay ngay gục đá luôn. Đâu đâu? Cỡ không? Xong luôn. Ủa nó trôi luôn ta. Trời ơi, anh đâu thấy đâu lắm. Nó chìm cái đâu nổi anh đi. Chìm. Trời ơi, xui ta. Nó dính cứ mắc ở đây là đâu có gỡ được đâu. Gỡ gì? Cá phèn nó dính ngay cục đá luôn đó nha. Nó bị giục lứ. Bỏ con đó rồi. Con đó nó cũng chết rồi, nó trôi nó cũng không sống được, cũng uổng quá. Cái đó giờ chỉ nó chỉ làm mồi cho cá sấu nữa ha. Lên tới đó hả? Hết lên. Ồ ồ dưới dồn câu nặng. Mình lên đầu trên mình cuốn ngược lại thì nhầm nước ngược rồi cả nhà. Cuốn nặng hơn. Cuốn câu gì nhỏ này mà mấy bữa nước ngược mà gió ngược nữa cái rồi chắc khóc luôn. Lên đầu trên thì mình mở hàng lại cả nha, được con cá sấu. Khúc này khúc này cũng ít. Ờ đúng rồi, y như đầu dưới mà nó lên, nó lên đầu dưới đầu này nó lên có con cỡ rồi nhỉ. Coi nè cái sấu này có con cỡ rồi trời. Còn không cố lên em ơi. Bà cậu đổ cho anh em con bắt con cá bự này nha bà cậu. Nãy giờ bắt cá nhỏ không à. Ủi cái này chắc không nuốt mà không cá. Thấy dướng dướng nặng này cũng sợ nè, không biết có bắt được không. Nãy giờ bắt cá nhỏ không, không có lời nữa nha. Mong mình bắt được con này đi. Hồi nãy vụt hết con rồi em. Đầu dưới mình vụt hết con bự rồi. Chờ hoài cũng thấy lên dính mấy con nhỏ không rồi mất tiêu luôn. Lên đầu này nhờ bà cậu độ cho anh em con dính con này đi. Cho có lời bà cậu ơi. Đây rút rút rồi còn cá không biết được đủ chứ. Mình nổi nhấp nhấp thôi em, có cá rồi. Cái nương nữa. Thấy vậy chứ khó khăn lắm cả nhà ơi. Lúc nhiều khi dính cá thấy mình mừng trong bụng rồi đó. Dây nó vướng gốc cái mình ủi cái nó đứt dây. Vậy gì là lại một con cá nữa đã ra đi. Ai ủi lử không quá nó đứt tờ lưa học mẹ vậy cá nào không. Tính ra đêm nay mình xảy hai con cá cũng đỡ đỡ bự bự đó. Tại vì mình thăm mà con cá nó chạy mình hay luôn đó nha, là cá là bự. Cái diện này nhỏ mà cá nó chạy dữ. Nó lăn gì bèo bèo cũng phải chứ mấy. Dạ.
rồi mình biết tới đâu rồi ạ? Hết câu rồi. À. Nó lên là bốn. Lán được kìa, đây nè. Nó quên nữa. Vậy là mình đã thăm hết từng câu rồi đó nha ơi. Hôm nay cái đục chống lỏng. Cái đục không có cân nào luôn. Bởi vì hồi bữa mình cũng có tôm, cá nhát đồ. Mình để bà hoặc ba xa con cá anh hai ha. Nay không có cá anh hai luôn. Mình để đục đồ, hôm nay cái đục chống trơn. Chỉ có dính được để mình điểm lời cá cả nhà coi cái nha. Anh em mình đã thăm xong cái đường câu rồi cả nhà ơi. Hôm nay trong đục trống trơn à. Rồi bữa khác đi, bữa khác rồi quay cá bự cả nhà xem. Bữa nay không có cá để gạo trong rộng trong đục, nhưng mà cá sủ dăm mình cũng được. Mấy con ta, 9 con nha, 9 con cá sủ với lại được 6 con cá phèn. Là chút đỉnh đó. Rồi thôi bây giờ cũng 4 giờ mấy sáng rồi cả nhà ơi. Anh em mình đi về, tranh thủ làm giấc. Thức đêm rồi cũng mất sức lắm. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã xem hết video này nha. Tùng xin kết thúc video đây. Hẹn gặp lại cả nhà mình vào ngày mai. Bye bye, tạm biệt mọi người.